Trước khi vào một cuộc đầu tư thì chúng ta nhìn vào sự thật để chúng ta đánh giá về sự hiệu quả, sức hấp dẫn của một cái deal đầu tư đó và những rủi ro có thể gặp phải. Và những sự chia sẻ trước đó với anh chị về series về ngành ngân hàng của năm 2020, Dũng cũng đã trao đổi với anh chị về sự thật của các cổ phiếu ngành ngân hàng, cũng đã trao đổi với anh chị về tính hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng, cũng đã trao đổi với anh chị về những cái khó khăn và cái vấn đề rủi ro khi chúng ta đầu tư vào các doanh nghiệp ngành ngân hàng. Vậy chúng ta biết cái doanh nghiệp, biết cái ngành nghề và biết được sự hấp dẫn của ngành nghề này, nhưng chúng ta cũng nhận thấy những cái rủi ro của ngành nghề này. Vậy hôm nay Dũng sẽ trao đổi với anh chị về quản trị rủi ro của cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung và một vài cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm, đã đầu tư, đang đầu tư và sẽ đầu tư. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng, nên những chia sẻ mỗi tối Dũng tin và Dũng mong sẽ mang lại nhiều kiến thức vì nhiều giá trị. Vì không sớm thì muộn, Dũng và các đồng nghiệp của Dũng sẽ hỗ trợ và mang đến những dịch vụ tốt nhất cho anh chị khi tham gia vào nền kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán và đầu tư chứng khoán. Vậy quản trị rủi ro của ngành ngân hàng chúng ta quản trị như thế nào? Đầu tiên chúng ta có một cái câu châm ngôn rất quan trọng của những người kinh doanh chứng khoán, của những người gạo cội lâu năm: mua vì lý do gì thì chúng ta sẽ bán vì lý do đó. Vậy quay lại một bài toán sổ ghi chép nhật ký đầu tư của các anh chị mua cổ phiếu ngân hàng vì lý do gì? Nếu như anh chị mua cổ phiếu một cái doanh nghiệp nào đó vì sự hấp dẫn của doanh nghiệp đó, vì doanh nghiệp đó có một cấu trúc tài chính lành mạnh, định giá thấp, hay anh chị mua vì sự triển vọng của ngành nghề đó trong tương lai, sức hấp dẫn của doanh nghiệp đó đầu ngành trong tương lai, hoặc sức hấp dẫn của cái ngành nghề đó trong một nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Vậy cuối cùng anh chị mua cổ phiếu vì tốt hay anh chị mua cổ phiếu vì hấp dẫn? Và rõ ràng chúng ta cũng thấy thôi, chúng ta mua cổ phiếu của ngân hàng không phải vì ngân hàng tốt, mà vì sức hấp dẫn của ngành ngân hàng. Nhưng hãy mua cổ phiếu vì lý do gì thì hãy bán vì cổ phiếu vì lý do đó. Nếu như anh chị mua cổ phiếu vì tính hấp dẫn của cổ phiếu của ngành nghề, vậy anh chị hãy bán cổ phiếu khi doanh nghiệp đó hết hấp dẫn, khi ngành nghề đó hết hấp dẫn. Và chúng ta sẽ có một cái lý do mua, đó chính là chúng ta mua vì sự hấp dẫn, sự tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng nói chung và cái cổ phiếu mà anh chị đang đầu tư nói riêng. Sự tăng trưởng tín dụng nó sẽ kéo theo sự tăng trưởng GDP. Sự tăng trưởng tín dụng nó sẽ kéo theo đó là sự tăng trưởng về lợi nhuận, về doanh thu của những doanh nghiệp mà các anh chị đang đầu tư. Và dĩ nhiên đây là cái gốc rễ nhất của vấn đề về đầu tư, tức là chúng ta đi sâu vào doanh nghiệp, ngành nghề. Tuy nhiên song song đó, trong một ngành ngân hàng có rất nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong hơn 10 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán của ngành ngân hàng, và chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp nào? Đó là tùy vào khẩu vị đầu tư của anh chị. Nếu như anh chị là người đầu tư, anh chị sẽ nhìn vào doanh nghiệp, cấu trúc của doanh nghiệp. Nhưng nếu như anh chị là những người lướt sóng và là những người kinh doanh chứng khoán, anh chị sẽ thích những dạng này hơn. Tức là những doanh nghiệp có hot new và có hot trend. Đặc tính của những doanh nghiệp này đó là có những cái thông tin nóng. Những thông tin nóng này đa số nó đến từ sự tăng vốn của ngân hàng. Tức là đặc biệt là những ngân hàng đang dồn dập tăng vốn để mà chuẩn bị số 2, những ngân hàng đang tích cực tăng vốn để mà tăng những cái chỉ số quản trị rủi ro của mình để áp dụng để chuẩn theo cái chuẩn mực quốc tế của hệ thống ngân hàng trên thế giới. Thì đặc tính của những doanh nghiệp này là có những cái hot news, và những hot news này thì nó sẽ có những thông tin đột biến, và những thông tin đột biến đó thì nó tạo ra tính hấp dẫn và tính cực thịnh của cổ phiếu đó. Vậy anh chị mua cổ phiếu vì ba lý do. Thứ nhất đó là những hot news của cổ phiếu đó, của ngành đó. Thứ hai đó là tính hấp dẫn về sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó và tính hấp dẫn của ngành nghề đó. Đó chính là những cái lý do mà anh chị đang đầu tư, và Dũng không bóc tách với nhau về những vấn đề đó nữa. Dũng sẽ trao đổi với anh chị về kỹ hơn về những ngành nghề, những doanh nghiệp ngành ngân hàng sau. Thì chúng ta nhìn vào cái bức tranh tổng thể để chúng ta đánh giá đã. Rồi, chúng ta mua vì lý do nào thì chúng ta sẽ bán vì lý do đó. Vì trước tiên anh chị cũng sẽ thấy thôi, mình cũng thấy rằng là cái giá cổ phiếu sẽ tăng rất nhanh vì tính hấp dẫn cao, nhưng mà giảm thì cũng giảm rất sâu vì tính hấp vì cái sự rủi ro lớn. Vậy thì anh chị khi nào anh chị bán? Theo Dũng, anh chị đừng quá chăm chăm vào báo cáo tài chính, đừng quá chăm chăm phải đọc các thông tin miễn phí, đừng quá chăm chăm nhìn vào các báo cáo tài chính về triển vọng của ngành ngân hàng năm 2020 là như thế nào, doanh nghiệp nào sẽ là doanh nghiệp tốt nhất trong ngành ngân hàng 2020, 2020 nên đầu tư cổ phiếu ngân hàng nào. Thực ra đó chỉ là những cái bản tin, và những cái bản tin đó đánh lừa cái cảm xúc của anh chị. Vào một cuộc đầu tư, tài sản của mình là mình phải tự có trách nhiệm với tài sản của mình. Mình đừng nghe ngóng người này, khuyến nghị mua cổ phiếu kia. Mình đừng nghe ngóng là khuyến nghị mua cổ phiếu này lời được 5%, 7%, 10%. Thực sự đó là những cái vấn đề chúng ta kinh doanh. Còn vấn đề về đầu tư thì chúng ta phải nhìn về cái mặt được và mặt mất. Có được thì có mất, đặc tính của những giới kinh doanh là như thế. Cho nên theo quan điểm cá nhân của Dũng, anh chị đã vào một cái kênh đầu tư, vào một cuộc đầu tư của ngành ngân hàng nó có tính rủi ro cao, thì tự bản thân mình phải có một cái chuẩn của mình. Mình có một cái phương pháp và có một cái chiến lược rõ ràng luôn. Thì anh chị sẽ thấy này, khi nào anh chị bán cổ phiếu, anh chị đừng bán cổ phiếu khi quá chăm chăm vào báo cáo tài chính. Vì khi báo cáo tài chính ra, giá cổ phiếu đó là giảm đến chừng đây rồi. Khi báo cáo tài chính xấu ra, nó là giảm chừng này rồi. Khi báo cáo tài chính xấu ra, nó là giảm chừng này rồi. Khi mà cái rủi ro tín dụng của doanh nghiệp cao, nó là giảm rồi. Khi mà cái trích lập dự phòng của doanh nghiệp đột biến là nó là giảm tới đây rồi. Nó là giảm đến nửa giá rồi.
Do đó nếu mà anh chị chỉ chăm chăm nhìn vào báo cáo tài chính á, thì anh chị sẽ không phán đoán được những cái rủi ro có thể gặp phải đối với ngành ngân hàng nói chung và cổ phiếu ngân hàng nói riêng. Vậy khi nào anh chị bán cổ phiếu, hãy sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật để bán cổ phiếu. Tại sao Dũng trao đổi là phân tích kỹ thuật, trong khi từ cái lúc mà Dũng lập cái kênh đầu tư này ra, ít khi Dũng trao đổi với anh chị về cái này. Nhưng bản chất phân tích kỹ thuật nó sẽ có những cái thời điểm ứng dụng, và đây chính là cái thời điểm môi trường ứng dụng tốt nhất của phân tích kỹ thuật. Tức là đầu tư vào cổ phiếu mang tính chất dòng tiền, sức đòn bẩy tài chính cao, tính đầu cơ lớn, tính kinh doanh cao, giới kinh doanh, giới đầu cơ tham gia nhiều, thì chúng ta phải vào một cuộc chơi đó thì chúng ta phải quản trị rủi ro bằng phân tích kỹ thuật. Và đơn giản thôi, khi anh chị mua về những cái sự hưng phấn của lên cổ phiếu thì anh chị hãy bán khi nào, khi phân tích kỹ thuật nó đã cho những tín hiệu gãy xu hướng. Gãy xu hướng này là một cái xu hướng của nửa năm chứ không phải là xu hướng của vài ngày. Do đó khi nào gãy xu hướng thì anh chị nên bán lập tức. Gãy xu hướng thì anh chị nên bán. Đó chính là đặc tính của những cổ phiếu dòng tiền. Và cái thứ nhất đó là trend, đó là gãy trend xu hướng thì chúng ta bán, gãy trend xu hướng là chúng ta bán. Tức là chúng ta đang sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật để chúng ta quản trị rủi ro cái danh mục của mình. Thứ hai nữa đó là ngoài việc gãy trend xu hướng anh chị bán á, anh chị có thể sử dụng các đường EMA. Các đường EMA trung bình động, đường này nó sẽ thể hiện cho một cái tính lặp đi lặp lại của cổ phiếu. Nếu như tính lặp đi lặp lại của cổ phiếu, tức là chạm những cái đường EMA này giá cổ phiếu sẽ tăng, chạm đường EMA giá cổ phiếu sẽ tăng, thì khi mà cái không còn chạm được EMA cổ phiếu này mà giá cổ phiếu không còn tăng nữa, giá cổ phiếu đã gãy xu hướng hội tụ này kèm với lại cái trend xu hướng đã gãy, thì đó chính là những cái thời điểm anh chị bán. Nhưng đó chỉ là cái logic, cái tính lý trí của mình trong vấn đề về đầu tư, nhưng rõ ràng anh chị cũng đang bị cảm xúc cuốn vào trong vấn đề về đầu tư. Vậy nếu như muốn kiểm soát được cái cảm xúc của mình phải làm như thế nào, thì anh chị đừng lướt sóng. Tại vì sao? Ví dụ như anh chị mua cổ phiếu ở đây, anh chị không lướt sóng, anh chị để lợi nhuận của anh chị tự gia tăng, có thể nó tăng được 10%, 20%, 30%, thậm chí đỉnh điểm ở đây có thể là 50-100%, thì giá cổ phiếu xuống anh chị sẽ mất một chút phần lời và anh chị vẫn đang giữ được cái sự hiệu quả trong vấn đề về đầu tư. Thì việc anh chị quản trị rủi ro bằng lý trí của mình nó sẽ rất dễ dàng. Thay vì anh chị mua cổ phiếu này, anh chị bán, anh chị đi mua cổ phiếu này. Thay vì cổ phiếu này anh chị lời được 5-10%, anh chị bán, anh chị đi mua cổ phiếu này. Anh chị mua ở đây lời được 5%, lời được 7%, xuống đây mà phát huề vốn, xuống đây cái lỗ không cắt, xuống đây lỗ và bắt đầu bị call margin, tức là mình bị hệ thống công ty chứng khoán bán. Thì nếu như mà anh chị đã xác định đầu tư vào những doanh nghiệp có tính chất đầu cơ cao như ngành ngân hàng nói chung á, thì theo cá nhân em là anh chị đừng lướt sóng, mình mua cổ phiếu để mình nắm giữ. Vì khi mà ngành ngân hàng tăng á, là sẽ tất cả các cổ phiếu trong ngành nó sẽ tăng, tất cả các cổ phiếu ngân hàng trong ngành nó sẽ tăng. Cho nên với Dũng, quản trị rủi ro thứ nhất nó đến từ lý trí của mình. Mình mua về cái gì mình bán về cái đó. Có thể là mình mua dựa vào khuyến nghị của người khác, có thể mình mua về sự triển vọng, nhưng mình phải có những công cụ để mình chuẩn bị quản trị rủi ro. Trước khi mình mua cổ phiếu, mình phải biết khi nào mình bán cổ phiếu. Và muốn lý trí như vậy, chúng ta phải kiềm chế cảm xúc của mình. Kiềm chế cảm xúc ở đây tức là đừng lướt sóng cổ phiếu. Nếu như anh chị đã xác định ngân hàng là năm của 2020, anh chị hãy mua cổ phiếu nào tốt nhất, anh chị hãy mua cổ phiếu nào mạnh nhất, cái đó là tùy vào khẩu vị của anh chị. Nhưng khi anh chị đã chọn được doanh nghiệp rồi, anh chị hãy để lợi nhuận của mình nó tự gia tăng. Và có một thời điểm nào đó chúng ta sẽ sử dụng lý trí của chúng ta để chúng ta chốt lời cổ phiếu đó. Trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng về vấn đề quản trị rủi ro đối với cổ phiếu ngành ngân hàng. Cuối cùng thì Dũng cũng rất là mong các anh chị có thể mang lại hiệu quả. Vì quan trọng nhất trong đầu tư không phải là cổ phiếu. Trên sàn chứng khoán bây giờ có gần 2.000 cổ phiếu. Quan trọng nhất là anh chị có phương pháp cho chính bản thân anh chị, cho dòng vốn của anh chị và cho cái lý trí và cảm xúc của mình trong vấn đề về đầu tư. Nếu như anh chị cần một người nào đó trao đổi, cần một người nào đó quản trị và cần một người nào đó hướng dẫn, anh chị có thể liên hệ với Dũng qua số điện thoại 0933 687 436, trở thành khách hàng của FPT với phí dịch 0.15% về 0.1%, quản lý tài sản đầu tư của Dũng và tham gia các khóa học đầu tư của Dũng tối 357. Anh chị có thể liên hệ với Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.